Xin chào các bạn, mình là Lâm, mình là thành viên của Dynagen Institute khóa 1. Thì trước khi biết đến dự án này, mình là một cậu sinh viên khá là nhút nhát, rụt rè và thiếu kỹ năng giao tiếp rất là nhiều. Nhưng từ khi tham gia dự án hỗ trợ sinh viên này thì bản thân mình đã thay đổi một cách tích cực hơn rất là nhiều. Mình được trực tiếp tham gia, lắng nghe, trao đổi cùng với các diễn giả hàng đầu của cả nước, được trao dồi thêm rất nhiều kỹ năng mềm. Hai bài học hoàn toàn thay đổi bản thân mình từ khi tham gia, đó chính là thiết lập mục tiêu của bản thân và thứ hai là kỹ năng lãnh đạo. Thì hai bài học này, nếu tính ra bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền để có thể học được nó, nhưng đến với Dynagen thì bạn học nó một cách miễn phí từ các chuyên gia và các diễn giả hàng đầu của cả nước. Vậy còn chần chờ gì nữa, apply ngay thôi. Trong ngôn của mình, hay làm việc khi người khác đang ngủ.